Kẹo này chào bác nhá. Nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Em này tiếp tục cái công trình đi du ngoạn. Mấy em vừa rồi là 100 cây nó chán rồi. Mấy hôm nay đi thăm những cái dàn lan chơi hoặc là theo đam mê hoặc là làm kinh tế với những cây hàng thường. Đây là mọi người có thể nhìn thấy những cái bụi kiếm siêu to khổng lồ. Rất là nhiều kiếm. Kiếm bản lá to lắm. Đấy, chỗ này mà Tết thì cắm cắm đèn vào nhỉ. Phê luôn. Đây con trâu này trâu rừng này. Ui, rất là nhiều ngồng hoa. Này Tết lợi phê lắm nhỉ. Anh nhìn cái ngồng hoa này. Lá này. Ê ui. Ấy, mọi người nhìn chưa? Dễ rất to. Anh em động viên để bê cục này về Hải Phòng này. Rất là tỉnh và đẹp trai. Vẫn là thu bùi. Đấy. Vẫn là thu bùi. Động viên để thu bùi bê cái này về Hải Phòng. Có tiền chưa? Có tiền chưa? Xa ra nhìn hết cái cây nhìn là có tiền chưa? Tiền ra chuyển khoản. Không phải lo. Tinh cái là xong rồi. Ấy. Xe cầu cổ về Đón Lơi, vườn giúp em cầu về. Ngắm trụ trâu siêu to khổng lồ các cụ ạ. Cái này trụ này chắc là cũng ngót là số 1 Việt Nam ấy nhỉ. Chắc là chưa có chậu trụ nào to hơn trụ này đâu nhỉ. Khách giả 80 rồi. Bán. Chưa bán rồi. Ơi bán vào mua bạch tuyết em ơi. Làm kỳ bằng đây này. Thôi em để cái này có người giả 80. Bạch tuyết sợ không ai giả. Mình chơi theo kiểu này là hay đấy. Đây là ông chủ trẻ nhá. Em tên là gì và giới thiệu địa chỉ của mình để anh em có thể là Hoa Lan Đức Nguyễn nhá. Hoa Lan Đức Nguyễn, địa chỉ Đông đâu? Đông La Hoài Đức Hà Nội nhá. Đông La Hoài Đức Hà Nội. Bên kia cũng Đức. Dạ, chỗ ông Đức bên kia Đức. Vâng. Đây anh em mình lại vào đây. Mấy tỷ. Đức nó rất là tinh ý, nó tháo một phát hết. Châu này là để Tết này không? Dạ vâng ạ. Nó ra sớm này liệu có kịp không? Kịp, thế này là kịp. Chuẩn kịp rồi này. Nhưng mà này là đẹp nhất rồi. Đây. Nhà anh em bây giờ nó mới ra một tí sợ không kịp nhỉ. Thoải mái. Hoa nhiều lắm. Châu này châu rừng mình hay là Thái? Châu Thái, đây châu Thái. Đây là Thái à? Thuần mình lâu chưa? Thuần mình lâu rồi anh, đây em cứ ghép mà. Đây nhìn cái thế là biết rồi. À đây tự ghép. Đấy, chơi những cái trụ này nhưng mà lại mà treo được một thực ra là cái... những trụ này thì chỉ có người nào nhà nghĩa là có khuôn viên rộng, khuôn viên rộng rộng thì nó mới hợp. Đây nhìn cái trụ này em thích, em thích cái dáng ngang này. Anh thích cái này dáng ngang nhìn nó kiểu bề thế hơn trong phê. Này chú Lâm ơi, này cái chậu này mà chơi thì thôi này. Ấy cái trụ này này phê chưa, dáng ngang cảm giác nó to hơn, nó bề thế hơn. À, như cái chậu trâu. Đấy, cái trâu này thì nó chăm chăm nó thì có cần nước không nhá? Ươm, đây ươm. Ươm. Anh thấy vừa em à. Thế này là mình cứ đào nó bom này đúng không? Xí vào cây gì? Thì cái này trụ này này. Đấy. Đấy mà. Chú nhìn chưa? Phê chưa? Đấy, rất là phê. Khuôn viên rộng thì mới chơi được bọn này. Nên là mình có sân, có vườn nhìn nó mới đẹp. À nhưng mà mỗi tôi là mấy cái lá nó bị ấy rồi. Thế nhỉ? Mà còn ngọt thì đẹp. Đây là tay màu sắc nhạ. Đây châu tay màu kia. Sắc nhạ. Tay màu sắc là tay màu sắc hoa vàng, nó kiểu như là hoa hàng va. Thứ của tay màu sắc vâng. Thứ là hoa đỏ với đẹp. Vâng. Thơm lắm. Thằng em nó cho tôi về cái chậm đẹp. Đây nhạ. Nhạ. Nhạ nhạ. Chậu nhạ mà tốt. Khúc nhạ đấy. Siêu to khổng lồ nhỉ. Siêu to nhỉ. Cái này con trâu này mới sướng này. Ý trời ơi. Châu này thì đẹp hơn cỏ tớ nhưng mà lá không bằng cỏ tớ đúng không? Rồi lá của chú to hơn. Lá của chú to dài này. Nó dài này mà. To như bàn tay này. Nhìn phê chưa? Con sĩ quay được 10 cm không? Được 3 ngọn hoa rồi. Được lá và bàn áo nó được 10 cm bề ngang được 11 11 cm không? Nó to này mà. Đặt bàn tay đúng rồi, to hơn điện thoại.
những rễ đúng to như này đang vít vào đây, cũng thích chơi lắm. Thích, nhìn con trâu này thích thật. Con trâu này hàng này vẫn sướng, nó khỏe. Chắc qua cái kia là mình là kinh tế. Nhìn nó cái này thì cũng bao giờ bây giờ thì ngắm được đúng ha, nhảy mọi người đi xuống đây nhà, ngắm những chậu trâu tiếp là tiếp cho phú thọ mới hát ô ra hoa đấy. Vâng đấy, bây giờ là như đấy. Thế thì mời cô chú chị lại tiếp tục cắm những dàn trâu. Đây là toàn bộ là trâu Thái đúng không em? Trâu Thái có trong kia là trâu rừng, trong cái trụ kia là trâu rừng à? Trâu Thái thực ra nó thuần ở mình lâu rồi thì nó cũng không bị hỏng lá không biết gì cả. Tại như trụ này là trâu rừng này, trâu thì nó toàn độ ẩm rất là cao nên là bên dưới người ta trồng như kiểu trồng ruộng ấy, đào nước đào lên xong rồi bắt đầu là đổ nước đấy mọi người. Những cặp trâu rất là đẹp. Cái này gọi là trâu rừng. Cái trâu mộ. Đây là con voi. Ừ, đấy là con người Thái thôi. Đấy. Đang ngọn hò, bao nhiêu ngọn hoa. Đây, đây đó. Nhìn thôi. Chả lặt ra nhỉ. Nhiều hoa lắm. Trâu này Tết thì bán. Đấy. Phải... cô nào mà thích trâu về ngắm Tết thì... thì liên hệ với cậu em ấy nhá. Đây con hai đồng đây. Ồ đi. À để bán rồi. Bán bán hết rồi. Đây là nhạn này em. Dạ vâng đây là nhạn ạ. Nhạn Thái à? Châu. Mời các cụ cùng thưởng loãn. Tí nữa em sang em quay một vườn kiếm siêu to khổng lồ bên kia nữa cho mọi người đi ngắm chán thôi. Cái này em không có một cái video gì chia sẻ cách chăm sóc những chiếc gà để có như video mời mọi người cùng ngắm cây. Những cây chậu này như những cái giả hành này như là quên là những cái cục này là em ghép trong vòng bao lâu thì nó được như này? Như bọn này là hiện tại là em ghép là được khoảng hơn năm rồi. Hơn một năm. Mỗi một năm nó được hai cặp lá không? Được tầm nếu mà nuôi tốt thì được. Tốt được. Nhưng mà nuôi được hai cặp lá là đỉnh. Anh thì từ trước ở chơi mình chưa là nuôi được hai cặp lá. Chỉ được một cặp. Một cặp. Cặp rưỡi. Một cặp hầu như là một cặp. Đa số là một cặp. Tôi nuôi được 2 3 cặp. Đó, ông nuôi được 6 cặp. Cặp không? Toàn trứng luôn. Đấy. Đây, ngọn này. Rất là nhiều những cái con trâu đẹp. Ý giời, chơi gì kiểu con thích nhỉ? Rụt dịt. Rụt ra rụt dịt. Cái này có bón phân thuốc gì không hay là chỉ không, nước không, nước lã thôi? Hay là do giống của nó như vậy? Này. Còn nếu do phân thuốc thì cây lạ thế hết à? Ừ. Cái gì cái nó phải có giống của nó. Bón là một chuyện. Chứ nuôi cái bọn trâu này nó cái độ ẩm của nó mà không đủ cao ấy, không được đạt đây thì cái lá của nó sẽ mỏng đi. Nó mất nước rất là nhanh, nó mỏng đi. Thì cây nó sẽ không được đẹp nữa. Đấy, mọi người. Đây là kiếm là mới mới dâm vào đây đúng không? Nhà mình nhiều mà cứ kệ cho nó thối chán đi thôi. Bán đi. Rất là nhiều cây của chú anh chị ạ. Mua. Em đi chợ là bọn này không? Đi chợ là bọn này không? Bọn này nhỏ lắm. Rất là phê. Bạt ngàn. Bạt ngàn. Bạt ngàn luôn ý. Quay như này, quay này bạt ngàn. Con
thực sự là em lạc vào trong cái vườn lan của một bạn là vừa chơi vừa làm kinh tế, còn khá là trẻ. Nhưng mà bạn ấy nuôi những cái cây lan nó không có đáng giá trị, không cao, chỉ có vài trăm nghìn một chậu, nhưng mà người ta chơi làm kinh tế theo đúng cái đam mê thì người ta mới nuôi và trồng được những cái cây nó đẹp như thế này. Nhiều người thì cứ bảo là các ông làm kinh tế là chính chứ còn chơi gì các ông. Em nói thật, nếu mà làm kinh tế mà không có đam mê là không thể làm được kinh tế. Tại vì không có đam mê thì cô chú anh chị không thể chăm được cho những cái cây nó đẹp như thế này được, không có thể chăm được cho những cái cây nó mướt như thế này được, và không thể thuần được những cây hàng ví dụ ở nước ngoài về đến cái khí hậu của Việt Nam, hoặc là ở trong rừng về đến cái khí hậu ở mình, môi trường ở trong gia đình, hoặc là trong những cái tiểu khí hậu ở trong vườn lan nhỏ chẳng hạn như vậy. Rất là tuyệt vời. Hôm nay em đi thăm khá là nhiều cái dàn lan, thì hôm nay đến đây thăm cái dàn này của các bạn rất là trẻ, thật sự là rất là ấn tượng, rất là phê mọi người. Ngồng hoa chuối tết rất đẹp. Chú thích chỗ này à? Thu ơi, đây chú Lâm bảo thích chỗ này, lấy cho chú chỗ này xem này. Đấy. Đây là chú Lâm, hôm trước đã quay ở vườn nhà chú đây. Ok thôi. Đấy. Chú lại thích chỗ này. Treo chơi Tết đi. Treo chơi Tết, chỗ này nhiều có ngồng hoa cho chú. Nhiều. Ôi nhiều này mà. Ôi con này thì đúng Tết được rồi. Mà nào nó được 9 cm. Đó, cái sách ra kia giao dịch kia em ơi. Đi xem. Đấy. Còn 2 tháng nữa giao dịch. Em là sĩ Hải Phòng nhá. Hẹn cô chú chị cái video lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Nhưng mà con này về cũng lớn cho chú chưa? Dạ. Những này bui hết rồi. Bui hết rồi anh. Mọi người xem video cho em một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhá. Không, cháu giấu đi đấy. Cháu không bị, không có ý định bán này, giấu trong kia. Vâng. Mà... giấu đi mà không bị mất à? Giấu làm đúng sao được với thu bùi. Kia ra, giấu trong kia trong góc kia ra. Đang giấu làm sao với thu bùi đây? Anh em nhìn nhá. Khéo nào. Nhà anh em tôi kết thúc video ra. Kết thúc đi. Đấy. À, lên tầng vườn nhá. Đấy. À.